Phần nội dung của chúng tôi là sẽ có 5 phần như sau. Thế thì biến chứng hô hấp hậu phẫu đó thì là mặc dầu là hiện bây giờ là chúng ta rất là tiến bộ rồi, chúng ta mổ nội soi, chúng ta rút ngắn thời gian gây mê t, Nhưng mà các biến chứng hô hấp hậu phẫu là vẫn thường xảy ra và nó vẫn là một cái nguyên nhân quan trọng để và gây tử vong và các cái tổn thất. Thế thì các biến chứng hô hấp hậu phẫu thì có rất là nhiều, nhưng mà những cái gai lai chính thì họ chỉ nêu ra 5 loại thôi thứ nhất là xẹp phổi thứ hai là nhiễm trùng viêm phế quản viêm phổi à, cái mà đáng sợ nhất là thở máy kéo dài và suy hô hấp à, hoặc là đợt kịch phép của những bệnh lý có sẵn và co thắt phế quản thì các cái yếu tố nguy cơ để mà gây biến chứng hô hấp hậu phẫu thì người ta chia làm hai nhóm một nhóm thứ nhất là các yếu tố nguy cơ đã được xác định thứ nhất là nếu mà chúng ta phẫu thuật vùng bụng keo mở ngực thì cái này là dân hô hấp của mình là gần như là thường xuyên mỗi đại động mạch đầu và cổ ngoại thần kinh phình động mạch chủ bụng phẫu thuật khẩn cấp hoặc là lớn hơn 65 tuổi phẫu thuật dài hơn 3 giờ và tổng trạng yếu tức là aza lớn hơn 2 thì ở đây tôi có để cái bảng phân bậc aza thì ít nữa các bạn coi ở trên mạng và những cái yếu tố nguy cơ đã được xác định ngoài ra đó là còn có suy tim albumin huyết tương dưới 3 gram trên 1 decilit. Thế ra như vậy là mình vẫn phải có một cái bi lăng về xét nghiệm sinh hóa đàng hoàng cho các bệnh nhân tiền phẫu. Bệnh phổi tắc nghẽn mạng tính. Thì như thế tất cả các bệnh nhân là phải làm hô hấp ký. Bởi vì rất là nhiều bệnh nhân kể cả hen chuyển họ cũng không nghĩ là họ còn hen hoặc là họ cũng không biết là họ bị bệnh phổi tắc nghẽn mạng tính. Nếu mà mình phong bế cơ thần kinh tác dụng dài trong phẫu thuật hoặc là những bệnh nhân lệ thuộc về mặt chức năng. Còn đây là những cái nhóm mà có thể thôi, uh, chưa có được xác định mạnh cho bằng hai cái bảng trước. Thì nếu mà chúng ta gây mê tổng quét hoặc là phân áp CO2 trong máu động mạch lớn hơn 45 mm thủy ngân thì như thế là chúng ta lại phải làm cái khí máu động mạch uh, trước khi làm cái phẫu thuật. Một cái phim ngực bất thường, hút thuốc trong vòng 8 tuần trước, đang bị nhiễm trùng đường hô hấp trên hoặc là phải đặt ống thông dài dài sau mổ. Về cái nguyên nhân biến chứng hô hấp hậu phẫu, thì đương nhiên là những cái phẫu thuật mà ở vùng keo như vậy thì nó sẽ làm biến đổi sinh lý của hô hấp. Cái biến đổi thứ nhất là làm giảm cái thể tích phổi sau mổ lồng ngực và vùng bụng keo. Thì các bạn thấy là dung tích sống nó có thể giảm xuống từ 50 cho tới 60% và có thể kéo dài đến cả tuần. Một cái thứ hai nữa là cái dung tích cặn cơ năng thì nó sẽ bị giảm 30% do giảm cái hoạt động của cơ hoành. Là bởi vì bệnh nhân đau đớn sau mổ, bệnh nhân băng nẹp chặt, họ không có thể nở hết cái lồng ngực của họ được. Một cái thứ ba nữa đó là giảm cái dung tích cận cơ năng như vậy thì là nó sẽ giảm cái thể tích đắng. Cái thể tích đắng thì có thể là mình không có quen thuộc với tất cả mọi người. À, nhưng mà các bạn nhớ là như thế này. À, cái khí đóng đó là cái mà cái chấm màu đỏ này thì khi mà chúng ta hít thở hít sâu nhất thì chúng ta có tổng dung lượng phổi ở đây chúng ta thở ra hết thì chúng ta còn khí cặn ở đây cái vùng màu kem này đó là cái vùng chúng ta hít thở bình thường khi nào mà các bạn thở ra sâu đó thì lúc đó các bạn mới chạm tới cái khí đóng tức là khí đóng là cái thể tích phổi ở cái thời điểm đó các cái đường dẫn khí nó bị đóng lại thì như thế nếu mà cái phổi của chúng ta nở lớn á Thì cái khí đóng nó ít xảy ra Tại vì ít thế nào chúng ta phải thở ra hết sức Nhưng mà khi mà cái phổi bị nhỏ lại Thì cái khí đóng nó sẽ xảy ra ngay trong lúc mình thở bình thường Mình thở khí lưu thông Như vậy là nó sẽ góp phần vào nguy cơ sẹt phổi Viêm phổi và bất tương xứng thông khí tươi máu giảm thể tích phổi sau mỗi lồng ngực và vùng bụng keo và như thế thì khi mà cái thể tích phổi nó giảm thì mình sẽ bị vi xẹp phổi vì như vậy mình sẽ có những cái vùng tưới máu nhưng mà không thông khí tức là như vậy để chúng ta bị sân tức là máu đen thì vẫn là máu đen giảm thể tích khí lưu thông chúng ta mất một cái phản xạ thở dài chúng ta không để ý nhưng mà chúng ta vẫn thường có những cái phản xạ thở dài để mà chúng ta làm nở phổi và tăng tần số hô hấp tồn dư của thuốc gây mê opioid làm ức chế trung tâm hô hấp ức chế ho thì bệnh nhân rất là đau đớn cho nên là bệnh nhân sẽ không ho sẽ làm suy giảm khả năng làm sạch chất tiết của hệ thống lông chuyển chất nhầy và như vậy đưa tới cái nhiễm trùng hô hấp như thế thì mình phải đánh giá nguy cơ biến chứng hô hấp hậu phẫu chúng ta chia làm hai nhóm một cái nhóm là không có cắt phổi thì các bạn phải hỏi bệnh sử kỹ càng hỏi có hen không, có CPD không, có hút thuốc lá không. Hỏi triệu chứng khám lâm sàng cho cẩn thận. Lưu ý cái việc mà những bệnh nhân không vận động được thì nguy cơ sẽ rất là cao. Bệnh nhân ho, bệnh nhân khó thở, không rõ nguyên nhân thì mình phải tìm cho rõ. Thì mình sẽ đánh giá cái điểm nguy cơ biến chứng hô hấp hậu phẫu. Thì chúng ta có nhiều bản. Thì một cái bản mà được sử dụng là Ariscap thì chúng tôi sẽ giới thiệu. Và có một cái cách nữa là cái chăm sóc hô hấp chu phẫu thì các bạn sẽ download cái bản này về tại vì tôi thấy là nó rất là đầy đủ, rất là chi tiết để mà các bạn có thể đánh giá cái bệnh nhân về cái nguy cơ uh, biến chứng hô hấp hậu phẫu. Thì cái bản này là ở Bệnh viện Đại học Y Dược chúng tôi vẫn sử dụng. Thì các bạn thấy là các bạn ít nhất các bạn cũng phải làm một cái hô hấp ký và các bạn coi lâm sàng, tiền căng, vị trí phẫu thuật, và sau đó thì các bạn sẽ báo cái điểm nguy cơ. À, nếu không cho tới 3 điểm thì nguy cơ thấp. À, cứ việc tiến hành phẫu thuật gần như không cần phải chuẩn bị can thiệp gì. 4-6 là nguy cơ trung bình. Thì lúc đó là phải coi, à, rút ngắn cái quy trình phẫu thuật, à, nội soi nếu có thể được, rút ngắn thời gian gây mê, à, vật lý trị liệu trước và sau à, phẫu thuật còn cái bản ariscat là cái bản được người ta sử dụng rất là nhiều là tại vì nó cho chúng ta biết được cái yếu tố độc lập tiên đoán biến chứng hô hấp hậu phẫu thì nó dài hơn một chút nó gồm có bốn phần phần thứ nhất là tuổi thì họ cho các bạn luôn cái hay ở đây đó là cho mình cái odds ratio về cái nguy cơ biến chứng hô hấp hậu phẫu và họ cho cái điểm nguy cơ thì thứ nhất là về tuổi thứ hai đó là về độ bảo hòa oxy hô hấp tiền phẫu thứ ba là có nhiễm trùng hô hấp trong tháng qua thứ tư là thiếu máu vị trí mổ thời gian phẫu thuật và phẫu thuật khẩn thế thì sau khi các bạn làm hết á, thì các bạn sẽ có được cái mức độ nguy cơ là thấp trung bình và cao tổng điểm là 26 26 tới 44 và trên 45 thì người ta ở đây hay một cái là nó cho các bạn biết cái tỷ lệ biến chứng hô hấp hậu phẫu 1,6% nếu là thấp 13,3% nếu là trung bình và 42% nếu là cao nếu là cao thì thôi chắc có lẽ là mình không nên tiến hành hô phẫu thuật nhưng mà cái khó khăn hơn nhiều đó là nếu chúng ta cắt phẫu. thì tôi hỏi rất là nhiều nơi rồi đó thì các bạn vẫn là rất người làm cái thăm dò chức năng hô hấp trước khi cắt phổi thì cái, tôi nghĩ là cái điều đó là một cái thiếu sót rất là lớn mà trong ngành hô hấp chúng ta là phải cố gắng khắc phục. Tại vì các bác sĩ phẫu thuật phải trả lời được bốn câu hỏi trước khi cắt phổi. Thứ nhất là cắt được hay không. Tại vì nếu mà nguy cơ tử vong cao thì là bệnh nhân chết chắc rồi. Thứ hai nếu mình cắt rồi thì chức năng hô hấp còn lại là bao nhiêu? Thứ ba bệnh nhân này có nguy cơ biến chứng hô hấp hậu phẫu hay không? Và cái quan trọng nhất là cắt tối đa được bao nhiêu? Tại vì nhiều khi đó tiền phẫu thì mình nghĩ là mình cắt một thùy. Nhưng khi mở ngực ra đó thì thấy cần phải cắt nguyên lá phổi. Được hay không được thì các bác sĩ phải biết trước chứ không phải đợi tới cái thời điểm đó rồi mới hỏi. Thế thì nó có nhiều cách. Nhưng mà tôi xin đi qua cái cách mà kỹ lưỡng nhất là cái cách thứ ba này thì được ACCP, ERS và ESDS là đồng thuận. Thì trước, trước nhất là các bạn phải đánh giá tim mạch đã. Tim mạch phải ổn hoặc là nguy cơ thấp thì mình mới làm. Nếu mà có những cái vấn đề về tim mạch thì mình sẽ chưa làm cái cắt phổi. Và thứ hai nữa là mình làm cái chức năng hô hấp cái năng hô hấp thì tới thời điểm này hầu hết nếu các bạn có làm, các bạn cũng mới làm cái hô hấp ký, các bạn chỉ làm cái FPV1. Thế nhưng mà bây giờ là người ta đòi hai cái coi như là cơ bản nhất là DLCO, khả năng khuếch tán của nàng phê nang mang mạch đo bằng CO. Thế thì nếu mà các bạn có FPV1 lớn hơn 2 lít hoặc là 80% trị số dự đoán và DLCO lớn hơn 80% Các bạn cắt nguyên một lá phổi được Thế thì như thế là cái nguy cơ sẽ rất là thấp Các bạn sẽ tiến hành Nhưng mà nếu mà FEV1 dưới 2 lít Hoặc dưới 80% Và DLCO dưới 80% Thì các bạn phải đánh giá cái phần trăm FEV1 và DLCO còn lại sau khi cắt phổi, tức là PPO percent predicted post-operative. Thì cách tính thì cũng rất là đơn giản. Các bạn chỉ tính là cái FEV1 trước mỗi cell, số thủy phổi còn lại, trên tổng số thủy phổi là 18. Thì FEV1 các bạn tính EPO và các bạn tính PPO. Thì rất là dễ tính. Và như thế thì các bạn sẽ có nhiều, nhiều cái kết quả. Cái kết quả thứ nhất, nếu cái PPO của FPV1 và DLCO đều lớn hơn 60%, thì như vậy cái nhóm này đó là thuộc cái nhóm nguy cơ thấp. Là như thế các bạn có thể tiến hành, có thể cắt nguyên một lá phổi. Và như vậy là các bạn, hoặc là các bạn tính bao nhiêu thì các bạn cứ cắt bao nhiêu, không cần làm xét nghiệm gì thêm hết. Cái bước thứ hai là nếu mà một trong hai cái chỉ số mà PPO, FPV1 này nó dưới 60% cả hai, FPV1 và PPO đều dưới 60% nhưng mà cả hai đều lớn hơn 30% thì các bạn phải làm hai, hai loại test thì cái test này là kỹ thuật thấp thôi tại vì nó cũng chưa tới nỗi nào uh, khó quá thì các bạn có hai test một là test đi cầu thang tức là stair climb test đi được 22 mét tôi đọc con số này tôi thấy cũng ghê 22 mét là cao lắm á phải cỡ 6 tầng á hoặc là test đi bộ con thoi shuttle walk test thì nếu mà hai cái test này lớn hơn 22 mét đi cầu thang hoặc là đi con thoi hơn 40 mét 400 mét thì như vậy là thuộc nhóm 2 Nhóm 2 này thì cũng thuộc nhóm nguy cơ thấp. Tức là các bạn sẽ thấy là cái kiểu đi cầu thang hoặc là đi shuttle, tức là đi vòng quanh vòng quanh vòng quanh. Nhưng mà nếu cái hai cái test này không đạt, tức là cái test đi cầu thang dưới 22 m, cái test đi bộ con thoi dưới 400 m thì cái này là thuộc nhóm 3 rồi thì các bạn phải qua CPET. CPET là cardiopulmonary exercise testing là một cái test cao cấp nhất ở trong cái thăm dò chức năng hô hấp. Đây là cái test này để mà các bạn đo được một cái chỉ số coi như là một cái chỉ số thần thánh nhất ở trong cái CPET này là VO2 max, maximal oxygen consumption tức là cái khả năng mà cái cơ của các bạn lấy được oxy thì cái VO2 này là nó tượng trưng cho cái hoạt động của hô hấp của các bạn của tim mạch của các bạn của ti thể của cơ của các bạn cho nên cái VO2 max này là coi như cái trị số quý giá nhất mà các bạn có thể làm thì đây là cái hệ thống CPET ở trong cái phòng khám của bệnh viện đại học y dược thì các bạn có hai cái một là đi xe đạp hoặc là chạy trên thảm lăng. Thì cũng mới thôi, nhưng mà chúng tôi đã có những cái kết quả rất là thú vị với cái CPAP này. Và bây giờ khi mà mình đo CPAP thì các bạn thấy đó cái mốc của nó là 20 ml mỗi 1 kg một phút hoặc là 75% của trị số dự đoán. Thì như vậy người này cũng thuộc nguy cơ thấp. Tức là các bạn có thể cắt theo cái kiểu nào mà các bạn muốn có thể cắt luôn một lá phổi cho nên cái trị số VO2 max trên 20 ml mỗi 1 kg một phút là trị số vàng thì nhưng mà nếu mà cái VO2 max này nó ở trong dưới 10 hoặc là dưới 35 thì thôi thì thôi đây là một cái nhóm nguy cơ rất là cao cái nguy cơ tử vong này nó sẽ lên cao cho nên thường thường đó là dưới 10 là các bác sĩ sẽ không điều trị, không không phẫu thuật. Nhưng mà còn ở chính giữa, nếu mà VOA max trong khoảng từ 10 cho tới 20 ml mỗi kg một phút, thì như vậy là bệnh nhân có dạng nguy cơ trung bình. Thế thì như thế nếu mà tất cả chúng ta đều tiến hành được tới CPAP, thì chúng ta sẽ đi rất là sâu và có thể khẳng định được cho bác sĩ phẫu thuật. Thì như thế nếu mà VO2 max lớn hơn 20 ml một kg một phút tử vong dưới 1%. Có thể cắt nguyên lá phổi, có thể cắt rộng luôn. Nếu mà nguy cơ keo tức là dưới 10 ml thì có thể lên tới 10%. Có nguy cơ suy giảm chức năng tim phổi, suy giảm cái dự trữ. Mình nhân cần tư vấn một cách nào phẫu thuật ít xâm lấn hơn, cắt ít phổi hơn hoặc là tốt nhất là không phẫu thuật. Tại 10ml oxy cho mỗi 1kg phút là rất là yếu rồi. Còn nếu mà bệnh nhân nguy cơ trung bình, tức là VO2max nằm ở giữa 10 và 20, thì cái tử vong và tổn thất này tùy thuộc vào chức năng phần phổi bị cắt, khả năng gắn sức và mức độ cắt phổi. Cần bằng bạc kỹ với bệnh nhân về nguy cơ và lợi ích. Nhưng mà chúng ta tiến hành thêm nữa. Nếu bệnh nhân nguy cơ trung bình, thì mình tính cái VO2max sau phẫu thuật. Nếu mà sau phẫu thuật mà vẫn còn lớn hơn 10 thì có thể mổ nhưng nguy cơ cao. Và sau phẫu thuật mà dưới 10 thì thôi, đừng mổ. Như thế là mình sẽ làm rất là sâu, rất là sâu. Và cái cơ bản của mình là vẫn là cái cipet Thì cái chỗ phòng khám mới của tôi là ở gần viện tim. Cho nên là viện tim rất là mừng. Họ sẽ gửi bệnh nhân qua để mà cho chúng tôi Đoạn. Như vậy thì cái CPET và phẫu thuật thì các bạn đã thấy rồi là nó quá quan trọng. Nó xác định bệnh suất, xác định tử suất, đánh giá nguy cơ tiền phẫu, cung cấp thông tin cho hội chẩn đa chuyên khoa, định mức quyết định lâm sàng, hướng dẫn chuyển tuyến. Thì thật sự ra thì cái chỉ định nó còn rất là nhiều. Nhưng mà nhưng mà chúng tôi sẽ mở những cái lớp về CPET ngày 17 18 tháng 8 tại thành phố Hồ Chí Minh thì lúc đó mới có thì giờ nói các bạn về tất cả các cái chỉ số, tất cả các cái dạng đồ và bảo đảm là chúng ta sẽ được nâng cao trình độ rất nhiều về mặt thăm dò chức năng hấp nếu các bạn tiến tới cái cp Thế thì mặc dù đã có nhiều tiến bộ trong việc phẫu thuật nhưng mà biến chứng hô hấp hậu phẫu vẫn gây chi phí cao nhất nằm viện dài nhất và ước lượng cái biến chứng hô hấp hầu phẫu phải được xem là thường quy ở các bệnh nhân có chỉ định đặc biệt là cắt phổi và đo gắn sức tim mạch hô hấp là chuẩn vàng trong thăm dò chức năng hô hấp tiền phẫu à, xin cảm ơn